Hello anh em, xin chào cả nhà. Và xin chào mời anh em quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Và mình thì đang đứng ở khu vực bên đằng gần bờ ao của mình. Và đây là đàn gà trê lai trọi của mình. Và mình thì cũng chỉ nuôi vui thôi. Đó anh em có thể thấy, vừa cũng nở một đàn. Ở những cái video lần trước thì mình cũng đã giới thiệu cho anh em về cách nuôi sinh sản cũng như là cách thiết kế chuồng. Và cũng giới thiệu cho anh em rồi. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em về chi phí của chuồng nuôi nhá. Vì khi mà mình đăng video lên giới thiệu về các chuồng nuôi cũng như là nuôi chim sinh sản thì có rất nhiều anh em đã hỏi mình về chi phí chuồng nuôi. Và mình sẽ giới thiệu chi tiết cho anh em nhé. Tiền sắt này, tiền lưới cũng như là tiền mái tôn, nó cũng chỉ là mang tính chất tương đối thôi anh em nhé. Vì mỗi vùng, mỗi khu có một giá cả, cũng giá tiền khác nhau. Và mình sẽ dựa vào khu vực sống của mình hiện tại và sẽ chia sẻ cho anh em. Cái chuồng này thì cũng khá là rộng rãi. Và nhà mình đang tính bố trí một số cây cối ở đây và một số cái chuồng nuôi trong này mình cũng muốn giới thiệu cho anh em. Đây đây là cái ao mỉa cá mình vừa được một người chú tặng đấy, và một số cái avi đó. Và đây là cái avi nuôi trà màu sinh sản của mình. Bên này là nuôi khiếu này, chắc hẳn cũng rất nhiều anh em quen thuộc về hai cái chỗ khu vực này rồi. Và bên này thì nhà mình cũng đã nuôi chuồng than sinh sản nhá. Và video mình đã đăng lên cho anh em xem rồi. Đây là con khiếu mun nhà mình. Đây và trong này, trong này thì nhà mình có nuôi đôi họa mi. Và trong này cũng đã từng nuôi họa mi sinh sản rồi nhá. Con trống này thì nhà mình mới ghép thôi. Và chuồng này nhà mình cũng làm lâu lắm rồi, khoảng tầm 5-7 năm rồi. Và mình sẽ chia sẻ cho anh em về một số cái chuồng nuôi. Thứ nhất là chuồng nuôi khiếu này nhá. Đó. Cái thứ hai là mình sẽ giới thiệu cho anh em cái chuồng nuôi trà màu này. Và tí nữa mình sẽ nói lý do của mình cho anh em biết là sao mình sẽ giới thiệu cho anh em hai cái chuồng nuôi này, mà không phải là cái chuồng họa mi ở trong và chuồng chuối than kia. Tiếp đến là cái chuồng tròn này. Đấy, cái chuồng nhỏ này. Có khá nhiều anh em hỏi mình về chi phí cái chuồng này. Và cuối cùng là cái chuồng to nhá. Và cái chuồng này thì nhà mình cũng vừa mới hoàn thành xong thôi. Ok anh em nhá, và mình sẽ vào vấn đề chính luôn. Và trước tiên là cái chuồng trà màu này, chắc hẳn anh em cũng khá là quen thuộc với cái chuồng trà màu này nhà mình rồi. Chuồng trà màu này nhà mình thì vừa mới sơn lại thôi. Vì cái chuồng to kia làm thì nhà mình vừa mới sơn lại cái chuồng này. Cái chuồng này thì nhà mình cũng đã đặt lên một cái ang chậu cảnh. Và cái diện tích của cái chuồng này là 90-90 và chiều cao là 2m nha anh em. Với cái diện tích chuồng nuôi như vậy thì rất hợp cho anh em có thể nuôi chòe cũng như trà màu nhá. Hoặc là các dòng có kích cỡ tương đương như vậy. Về tiền sắt thì tính chi phí hiện tại rơi vào khoảng tầm 800.000 anh em nhé. Và tiền lưới thì cái lưới mắt vuông này ở khu mình có giá thành là 100.000 một mét nhé. Chỗ lại thì mình tính ra khoảng tầm được 8 mét lưới thì anh em tính ra khoảng tầm 800.000 nhé. Lưới rơi vào khoảng tầm 800.000, cộng với cả một số cái tiền chi phí lặt vặt như là sơn này, cũng như là tay khóa chốt vít bắt lưới thì rơi khoảng tầm 200.000 nữa. Và phần mái tôn, đây là tôn một lớp nhá. Và cái mái tôn này thì có màu xanh sẵn rồi, nhưng mà đây là mình sơn lại thêm thôi. Đó, tôn này thì có giá là 400.000 nhá. Đó, thì tổng chi phí của cái chuồng này là 2.200.000. Đó là mình vẫn chưa tính tiền công nhá. Vì cái chuồng này là nhà mình tự làm hết, không bị mất tiền công. Cái điểm cộng cũng như là lời khuyên cho anh em làm cái chuồng như này thì anh em nên sử dụng cái sắt rỗng này, có thể bắn vít luôn thì nó rất là tiện lợi cũng như là đẹp về tính thẩm mỹ. Khi mà anh em đã sơn vào rồi thì không thể nhìn thấy một con vít nào cả, rất là đẹp luôn. Và giờ mình sẽ chuyển sang cái lồng tiếp theo, đó là cái avi nuôi khiếu nhá. Đó, cái chuồng này. Chuồng này thì cũng có diện tích là 90-90 và chiều cao thì sẽ cao hơn chuồng kia nhá, vì chuồng này là chín đất luôn. Chuồng này là cao 3,5 m anh em nhá. Và nhà mình đã tận dụng một cái hồ dưới này để làm avi. Đó, chỗ này nhà mình nuôi nuôi khiếu và sắt. Đây là sắt vuông nhá, nhưng mà đây là sắt đặc. Đó, sắt đặc. Vì cái chuồng này làm trước cho nên là nhà mình vẫn chưa làm bằng cái sắt rỗng kia. Anh em có thể nhìn thấy rõ là những cái chỗ nhà mình buộc bằng dây thép nhá. Đó, nó sẽ bị mất mỹ quan hơn một chút. Tuy rằng cái chuồng nuôi này có chiều cao thì cao hơn một chút, nhưng mà giá thành thì sẽ rẻ hơn nhá. Vì cái sắt đặc này rẻ hơn là cái sắt rỗng kia. Đây là loại sắt đặc vuông 1,4 cm. Và ở khu mình tổng cái tiền sắt này có giá là 530.000 nhá. Về phần lưới thì đây là loại lưới mắt to nhá. Và nhà mình đã mua khổ to.
thì với khổ này có giá là 900.000 nhá. Đó là mình tính cho cả toàn chuồng nuôi nhá. Còn về phần máy tôn thì mình cũng tính tương tự như cái chuồng bên cạnh, đó là 400.000 nhá. Ở cái chuồng này thì một số các vật liệu khác thì không đáng kể, cho nên là mình sẽ không tính đến. Và chi phí của cái chuồng nuôi này rơi vào khoảng 2 triệu nha anh em nhá. Ok anh em nhá. Và anh em đi theo mình ra hai chuồng còn lại ở ngoài vườn. Đó là chuồng tròn chóp kia và cái chuồng to. Còn cái chuồng chòe có mái màu đỏ này thì giống với chuồng trà mào, cho nên là mình sẽ không giới thiệu nữa. Đây anh em, tiếp đến là hai cái chuồng này. Chuồng chóp này nhá. Chuồng chóp này thì siêu rẻ và tiện lợi cho anh em. Nhất là cái khâu vận chuyển cũng như là anh em dọn cũng như là bố trí rất là hợp lý. Ở video trước thì mình cũng đã giới thiệu về cách cái thuận tiện và cũng như là cái bất lợi của cái chuồng này nhá. Anh em có thể vào kênh của mình xem và tham khảo nhá. Mình đã giới thiệu cho qua cho anh em rồi. Và bây giờ sẽ là chi phí của cái chuồng nuôi này. Mình sẽ giới thiệu cho anh em. Về diện tích của chuồng nuôi này thì chuồng nuôi này đặt lên một cái chậu có diện tích là 70cm và chiều cao là 1,5m nhá. Về phần mái tôn thì có giá là 120.000. Tiếp theo về chi phí phần sắt, đây là sắt 6. Và sắt 6 là rất tiện lợi cho anh em có thể uốn cong theo ý muốn, có giá là khoảng 80.000 anh em nhé. Cộng với cả tiền lưới, đây là cái lưới thép bọc nhựa nhá. Và cái lưới này thì có giá là 70.000 một mét. Và suy ra cái chuồng này rơi vào khoảng là 200.000. Và tổng chi phí của cả cái chuồng này là 400.000 nhá. Chuồng này thì đặc biệt là nhỏ gọn và cũng là rất là tiện lợi. Vẫn phải lưu ý với cả các anh em xem video là cái chi phí như này chỉ là tương đối thôi nhá, không phải là chi phí tuyệt đối đâu. Vì tất cả các chuồng vừa rồi thì đều là một tay nhà mình tạo ra hết, cho nên là không phải đi thuê cũng như là mất chi phí về tiền công. Và mình tính ước chừng cho anh em như vậy cũng là để anh em có thể tính toán được cái chuồng nuôi mà mình định làm là khoảng bao nhiêu nhá. Về cái chuồng nuôi to này thì tới đây mình sẽ ra một số video về cách bố trí cũng như là thả những loài chim gì cho anh em xem nhá. Và mong anh em đăng ký kênh của mình, like và ủng hộ mình. Và vấn đề chính luôn là cái chi phí chuồng nuôi này. Chuồng nuôi này thì chắc chắn là mình phải đi thuê rồi. Chuồng nuôi này thì có diện tích là 5m chiều dài, 2m chiều rộng và 2m chiều cao nhá. Bị chiều cao thì bị hơi khống chế về với cái dàn. Và tổng tiền sắt thì nhà mình sử dụng hai loại sắt, đó là sắt hộp 20-40 và sắt hộp 40-40. Tổng tiền sắt là hết 4.800.000 anh em nhá. Tiếp đến là về phần lưới, nhà mình hết tổng tiền lưới là 3 triệu. Và một số cái dụng cụ lặt vặt như là vít này, xăng cũng như là sơn. Sơn thì là sơn mạ kẽm trộn với cả xăng nhá, nó với bóng nhài. Và tổng chi phí của những cái dụng cụ lặt vặt đó là 850.000 anh em nhá. Và tổng cái chi phí của cái chuồng nuôi to này nhà mình khoảng là 8.650.000 nhá. Và đó là mình vẫn chưa tính tiền công nhá. Và đây là người quen làm cho nhà mình. Và mình đã hỏi chú đó, và nếu mà tính theo tiền công ấy thì rơi vào khoảng 350.000 một mét vuông nhá. Và đợt tới này nhà mình sẽ bố trí một số cái cây cối cũng như là tiểu cảnh, nước cũng như là thả cá vào trong đó. Mình sẽ quay cho anh em xem. Và vì cái chuồng chòe than sinh sản là nhà mình cũng như là cái chuồng họa mi thì nó rất là lâu rồi và cũng là sử dụng một cái sắt khác nhá, cho nên là mình sẽ không giới thiệu cho anh em, mà mình sẽ giới thiệu anh em một số cái chuồng chính như là vừa rồi thôi. Nó dễ làm và rất là đẹp. Và mình đã chia sẻ xong cho anh em về một chi phí chuồng nuôi của một số cái AV nhà mình nhá. Anh em có những thắc mắc hay là những câu hỏi gì thì anh em có thể bình luận ở bên dưới nhá. Mình sẽ trả lời và giải đáp cho anh em. Và anh em thấy hay thì hãy ấn like và đăng ký kênh và để ủng hộ giúp mình nhá. Mình cảm ơn anh em rất nhiều. Và cuối cùng là xin chào và tạm biệt anh em. Hẹn anh em ở những cái video tiếp theo nhá. Và chúc anh em có thật nhiều sức khỏe, cũng như là có thể sáng tạo ra những cái AV thật là chất lượng và đẹp nhá. Xin chào và cảm ơn tất cả mọi người nhá.